Ngày 21 tháng 11, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phục hồi điều tra và ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Trực, sinh năm 1985, trú phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Hùng, sinh năm 1990, trú phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra, vào khoảng tháng 3 năm 2021, Nguyễn Văn Trực câu kết với Nguyễn Tuấn Hùng làm giấy xác nhận số dư tài khoản giả của một ngân hàng có chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ giấy xác nhận số dư tài khoản giả này, Hùng và một số đối tượng ở Hà Nội và Thái Nguyên đã lừa đảo, chiếm đoạt của ông H, giám đốc một công ty thương mại ở thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và quyết định truy tìm đối với Nguyễn Văn Trực. Tuy nhiên, đến ngày 19 tháng 12 năm 2022 hết thời hạn điều tra vụ án nhưng vẫn chưa xác định được bị can nên cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án. Đến ngày 10 tháng 11 năm 2023, cơ quan điều tra đã truy tìm và làm việc được với Nguyễn Văn Trực nên đã phục hồi điều tra. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.